quý vị, thưa các bạn, Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC ra đời là một bước ngoặt đánh dấu sự hội nhập khu vực một cách toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á, đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC vào năm 2015 đang đi đúng hướng và tiến độ. Để tận dụng được cơ hội do AEC mang lại, chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cần có những chính sách và giải pháp hợp lý. Việc tham gia tích cực vào cộng đồng kinh tế ASEAN mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất cung ứng trong khu vực và toàn cầu. Việt Nam cũng có cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn. Hiện, các nước trong khu vực đã triển khai nhiều hành động chuẩn bị cho việc thành lập AEC và hoàn thành vào khoảng 80% khối lượng công việc theo lộ trình. Thứ nhất là khi mà chúng ta đã giảm được cái rào cản trong các giữa chúng ta với các nước ASEAN, thì việc luân chuyển nguồn vốn, trước hết là nguồn vốn, thứ hai là kho công nghệ, thứ ba là lao động có tay nghề, rồi là hàng hóa, nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nên giúp chúng ta là gì? Giúp chúng ta có, thứ nhất là chúng ta sẽ có khoa học công nghệ để áp dụng vào sản xuất, chúng ta có lao động có tay nghề tốt hơn thông qua việc là giao lưu với các nước khác, chúng ta có nguồn nguyên liệu rẻ hơn, chúng ta có nguồn máy móc thiết bị tốt hơn, và chúng ta sản xuất những hàng hóa có chất lượng hơn, có tính cạnh tranh cao hơn. Đấy là cái lợi ích mình nhìn thấy rất là rõ ràng. Việt Nam tham gia sâu vào cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ tạo ra nhiều thách thức và cơ hội. Thị trường tiêu thụ sản phẩm sẽ được mở rộng, nhưng đồng thời tỷ lệ cạnh tranh với các nước trong khu vực sẽ khốc liệt hơn. Nguồn vốn các nước được luân chuyển qua lại sẽ tạo nên sức ép cho doanh nghiệp Việt Nam. Và nguồn lực con người cũng đang là vấn đề còn gặp nhiều khó khăn, bởi Việt Nam đang thiếu đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, nắm bắt được kỹ thuật công nghệ. Điều này sẽ tạo nên rào cản lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh với doanh nghiệp các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Và đấy là những cái thị trường xuất khẩu rất lớn của Việt Nam. Và khi mà chúng ta gắn được với cái thị trường xuất khẩu sẽ có điều kiện cho các hàng hóa, cái dịch vụ của chúng ta có một cái thị trường tiêu thụ lớn, chúng ta có thể đẩy mạnh xuất khẩu. Và kèm theo cái việc đẩy mạnh xuất khẩu thì chúng ta sẽ tăng cường được thu hút đầu tư. Và cái điều đó nó sẽ giúp không chỉ tăng trưởng xuất khẩu đầu tư mà giúp tăng trưởng về GDP, giúp tăng trưởng về công ăn việc làm. Nếu trước đây sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam chỉ xuất khẩu quanh quẩn chủ yếu ở các nước quen thuộc như Lào, Campuchia, Myanmar, thì khi hội nhập, những thị trường mới sẽ đồng thời được mở cửa ra như Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia v.v. mà không phải chịu nhiều sức ép về luật và thuế. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khi nền kinh tế cạnh tranh sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đổi mới chính mình, nâng cao về nguồn lực con người, nguồn lực vốn, nguồn lực điều hành, quản trị của doanh nghiệp. Đã có nhiều doanh nghiệp nắm bắt được tình hình trước sự kiện này, chủ động chuẩn bị điều chỉnh các định hướng chiến lược của mình. Khi mà tham gia vào cộng đồng kinh tế thì tôi cũng được biết là các cái sản phẩm của Việt Nam cũng sẽ có một cái xuất xứ là Made in ASEAN. Thì cái đấy cũng sẽ là một cái điểm mạnh, cũng như là một cái để các doanh nghiệp Việt Nam có thể chứng mận nhận lại và được bạn bè thế giới nhìn nhận lại đúng cái năng lực. Đối với Tân Đại Hải Thành, tôi nhìn nhận là khi mà các cái hiệp định có hiệu lực thì đấy cũng sẽ là cái cơ hội để Tân Á Đại Thành sẽ khẳng định được cái vị thế trong cái thị trường trong khu vực. Đến nay, thời gian để chuẩn bị hội nhập kinh tế ASEAN không còn nhiều. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải suy nghĩ và hành động để trước mắt là giữ thị trường trong nước, vì thị trường nội địa vẫn còn rất rộng để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và phát triển. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải liên kết với nhau, tạo ra những cơ hội đầu tư để cùng vượt qua thách thức nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh. Với 600 triệu dân, ASEAN là thị trường rất tiềm năng với GDP khoảng 2.200 tỷ đô la Mỹ. Tham gia ASEAN, năng lực cạnh tranh không phải chỉ riêng của Việt Nam mà là cả khối. ASEAN có những quy tắc về cộng đồng đòi hỏi phải thực hiện nhanh hơn các yêu cầu để tiến tới ASEAN là một thể chế tương đối đồng nhất, hài hòa hóa hải quan, có những trình độ kỹ thuật như các nước trong khu vực. Cộng đồng kinh tế chung ASEAN thành lập năm 2015 là kết quả tất yếu của quá trình hợp tác liên khu vực. Việc tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý của nhà nước và khả năng thích ứng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam.